vị thân mến, bây giờ thì chúng ta chuẩn bị theo dõi phần thi của một thí sinh đến từ Cà Mau. Anh Sơn, anh Sơn. Hả? Anh Sơn, anh cho em gửi mấy ký cua gửi tặng tới ban giám khảo. Ủa, là sao em? Dạ, tại em ở Cà Mau á, này đặc sản Cà Mau anh. Không có được, ban giám khảo đang ngồi chấm, em tặng cua lỡ cua kẹp ban giám khảo làm sao? Gửi một chút cho vui vậy thôi chứ mấy cái này là mấy cái bọc không không à, em lấy lòng thôi chứ cua thiệt á em gửi ở ngoài cổng á, khi nào mà em được vô vòng trong á ha thì em tặng hết luôn á. Em chu đáo quá. Dạ. Không vô là không tặng. Chưa hết đâu nghe anh. Đi thi lần này á em còn chuẩn bị 8 câu nam ai với 2 câu giọng cổ trong trích đoạn cái lương bên cầu vệt lụa của tác giả Thế Châu á. Bên cầu vệt lụa hả? Dạ. Hay lắm á. Dạ hay. Vậy mời Quỳnh Nga lên sân khấu. Người ta Trần Minh chứ bộ. Ủa dạ, vậy mời Trần Minh lên sân khấu. Thôi Trần Minh đi nghe Quỳnh Nga. Đáng tôi đâu dám dần mà làm sao tôi giận được trước tấm chân tình cao cả. Mà tiểu thơ dành tặng cho một kẻ đã xa cơ, đã chạy thân luân lạc giữa phong trần trong cuộc đời giá trá bạc đen, dính nhục đã quá nhiều. Tôi vẫn còn tiểu thơ là một khách tri ân, cư xử với tâm chân tình xóa dịu cái, là kẻ trắng tay tôi đành ôm phận, xin cứ nặng lời mỉa mai em đang cúi mặt đợi chờ những quán hồn của ai. Tiểu thôi tôi vẫn còn nặng tiểu thơ đáp tạ mấy cho vừa, muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lời, biết bao giờ mới trả xong. Quỳnh Nga ơi, nhận vật trao tay ta nghẹn ngào muốn rực lửa yêu đương ta nguyện cùng ai thề hẹn chớ chung tình. Nàng đã sưởi ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình, tay tô máu ấp vào trong ngực mộng, chưa mặc mà hơi ấm đã len vào từng kẻ tóc chân tơ, giữ mãi bên mình mảnh áo lụa ta nhớ hoài thời lúc lạc ở nơi đây. Bước thăng trầm trời đất cuộn lá lai, trong nỗi đắng cay có nhiều vị ngọt hương đồng. Còn tình của em thì cao dời dời như ngọn Thái Sơn, cay đắng ngày nào không còn nữa trước tấm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chịu cơ hàng để em xứng đáng trải danh liệt hù. Đời giàu cơ cực nhưng quá nhiều hạnh phúc, thì ta biết phải nói sao cho tròn vẹn ân tình. Buổi tiền đưa sao quá nhiều bình rình, xúc động nào đã làm cho lệ rưng rưng. Kể từ đây cho tới ngày nhắm mắt, lời đã trao ta nguyện giữ vẹn hương thề. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Quốc Đồng hoàn tất phần thi của mình. Trời ơi, nhà nuôi cua sao đâu, kể chị nghe nè. Nãy nghe vụ cua vậy đó chị nghe nè. Ai có kêu đem mấy vịt cua đem đi hấp rồi đó. Dạ, nhà thì ba mẹ nuôi không mà, còn em chủ yếu em lấy cua em đi tặng. Rồi bây giờ sao đi, ban giám khảo nghe nói vụ tặng cua giờ cũng khó nhận xét lắm rồi nghe. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Việt Anh. Cho cua rồi nhận xét đấy. Như thế này em có cái chất giọng rất ấm. Hát với một cái tâm trạng được. Nhưng mà cái bài này càng chấn thương càng chết người ta nha. Càng chấn thương trong tình cảm thì cái bài này mới rứt ruột người ta. Em có những cái mới. Mình trẻ mà, chị chấp nhận cái điều đó. Mà giờ chị hỏi yêu chưa? Dạ có chút chút. À chút chút chưa? À, chút chút phải yêu nhiều mới được nha. Yêu mà chút chút là chưa yêu. Đừng chưa chút chút là không yêu anh nè. Yêu là không có vụ chút chút. Hoặc là mới chớm yêu không có. Yêu là yêu. Người nghệ sĩ mà cái tâm hồn đa sầu đa cảm là yêu là chúng tôi nói yêu. Vậy đó. Mà khi mình khi mà yêu em sống pha em yêu. Em yêu bằng cả con tim của em. Thì khi em hát cũng vậy. Em phải hát bằng cả cái con tim của em. Còn trẻ quá, thiếu cái kinh nghiệm đó. Nhưng em là một gương mặt rất là sáng giá cho tài tử miệt vườn. Chúc mừng em với bài thi vừa rồi. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh Nguyễn Quốc Đồng. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Việt Anh. 2 cây nè. 2 cây. 9,5. Xin được mời nghệ sĩ Thanh Hằng. 5,9. Ủa? 2 cây à 1 cây? Hả? Kìa nói đi. Có cua, có cua. Dạ càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt quá luôn. Dễ thương. 9,5. Giờ chỉ còn số điểm của chị Huyền nữa thôi. Mà phải để giấu lại ở cuối chương trình. Để coi là em đem cua vô hay là đem cua về. Dạ cua nhiều lắm. Trời ơi nhiều lắm chị Huyền ơi. Để suy nghĩ. Đừng có mong đem cua mà hối lộ ban giám khảo. Một lần nữa xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Quốc Đồng hoàn tất phần thi của mình.